Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Lời Chúa trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm mùa thường niên hôm nay mời gọi chúng ta mở lòng ra đón nhận sứ mệnh mà Chúa trao phó cho người Kitô hữu, là trở thành muối ướp mặt đời, trở thành ánh sáng cho trần gian. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết sống cái chức năng của người Kitô hữu giữa cuộc sống bôn chảy của xã hội, để chúng ta có thể lôi kéo được nhiều người trở về với Chúa. Để chiều nay dâng để tạ ơn, cầu cho cha cố Giuse, hai linh hồn Giuse, linh hồn Phêrô Maria Vicente, tổ tiên ông bà nội ngoại và các linh hồn. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua ở trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiến Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu. Chúa mẹ thương Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đây là lời Đức Chúa phán: Người hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi cư trú. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt lại làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại: Có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tâm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đó là lời Chúa. Trong u tôi người bừng lên ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành. Trong u anh còn rọi kẻ lòng ngay, là người công chính nhân hậu và trí từ. Vinh phục người rộng lòng thương giúp đỡ, theo lễ thần mà sớm sẽ việc riêng. Tháng năm họ không truyền lấy, ngàn đời nhân thế vẫn còn tưởng nhớ họ, đâu có sợ phải nhận tin ác dữ, luôn vững lòng mà phó thác cậy tin. Vương tâm chẳng chi sợ hãi, họ hàng rộng rãi yểm trợ kẻ túng nghèo. Công trình họ ngàn đời kiên vững mãi, uy thế họ rừng rỡ trôi vượt lên. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô.
mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thật của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các bài đọc Kinh Thánh trong Thánh lễ Chủ nhật thứ năm mùa thường niên hôm nay đều xoay quanh cái chủ đề là ánh sáng, và bài tin mừng còn nhấn mạnh tới muối. Chúa Giêsu nói tới muối và ánh sáng. Đây là hai cái vật dụng hết sức là thông thường, nó rất là thực dụng, nó rất là gần gũi, và cũng phải nói là nó rất là cần thiết cho cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Công dụng của muối là ướp mặn thực phẩm, giữ thức ăn cho nó khỏi hư thối, khỏi thiêu, rồi tăng thêm cái mặn mà, cái hương vị cho đồ ăn. Còn ánh sáng là để soi chiếu, để giúp người ta nhìn thấy rõ, giúp tránh phải vấp ngã hay là sa hố, không có quờ quạng ở trong bóng tối nữa. Chúa Giêsu lấy hai cái thí dụ, hai cái hình ảnh đó để áp dụng vào đời sống của các môn đệ của mình. Khi Ngài nói chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Chúa quả quyết như vậy, cũng mạnh mẽ, vì chỉ có Chúa là ánh sáng thật thôi, ta là ánh sáng thế gian. Vậy mà bây giờ Chúa lại nói là anh em cũng là ánh sáng cho trần gian. Thế thì khi nói hai cái điều này, anh em là muối, anh em là ánh sáng, Chúa Giêsu muốn nói cái gì? Dường như là Ngài muốn trao phó, muốn ủy nhiệm, muốn đặt để một cái trách nhiệm, một cái nhiệm vụ
một cái sứ mệnh, một cái bổn phận cho các môn đệ của mình. Cái sứ mệnh là muối làm ánh sáng. Và sứ mệnh đó muốn phải hiểu như thế nào. Không phải là bây giờ mình trở thành muối như là cái vật dụng, mà đây là cái nghĩa tượng trưng, là khi nói đến muối, khi nói đến ánh sáng, tức là phải làm sao cho chính đời sống của mình, chính cái đời sống của mình nó trở thành một cái đời sống có thể gây ảnh hưởng tốt cho những người chung quanh, gây cái ảnh hưởng tốt ở nơi những người khác bằng chính cái đời sống đức tin sống động mạnh mẽ của mình. Ta có thể nói đức tin giống như là muối đó. Chúng ta nhớ khi rửa tội, bây giờ bỏ rồi, ngày xưa rửa tội trẻ sơ sinh là bao giờ cũng cho nó nếm một chút muối. Nên có thể hiểu muối đây như là đức tin. Mình phải làm cho cái đức tin của người Kitô hữu, của người môn đệ Chúa đó trở nên sống động, nó trở nên mạnh mẽ. Đừng để cái đức tin của mình bị ra nhạt nhòa, đừng để cái đức tin của mình trở nên là vô vị, nó bị biến chất. Đó. Muối mà nhạt thì ướp cái gì mặn lại được. Đức tin mà không sống động, không mạnh mẽ, không có việc làm thì làm sao có ảnh hưởng được, làm sao trở nên đức tin tốt được. Và cái bằng cái gương tốt, bằng cái gương sáng, bằng cái đời sống ngay lành, đạo đức ở đâu? Không phải đi xa xôi, ngay trong gia đình mình, cha mẹ, vợ chồng, con cái đều là phải làm muối cho nhau, phải làm cho cái đức tin nó lan tỏa ra cho những người chung quanh như là ánh sáng soi chiếu cho những người ở gần bên mình, có tương quan với mình, ở bên cạnh mình. Làm sao cho cái lối sống và cái cách ứng xử của mình nó phải khác với thế gian. Ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Làm sao để cái lối sống của mình nó có phẩm chất, nó trở thành ánh sáng chiếu rãi ra, trở thành cái ánh sáng kín múc từ cái ánh sáng thật là Chúa Giêsu, để chúng ta trở nên cái ngọn đèn có dầu của sáng của Chúa Giêsu thông chia cho chúng ta, để mà chỉ đường dẫn lối cho những người khác, giúp người ta xa tránh những cái cách ăn ở không ngay chính, giúp cho người ta tránh các nết hư tật xấu, những cái tệ nạn, những cái sa đọa của tội lỗi, giúp cho người ta chống tránh xa cái bóng tối. Sứ mệnh và nhiệm vụ của người môn đệ Chúa Giêsu còn được hiểu như lời ngôn sứ Isaiah chúng ta vừa nghe đó, là không có khinh bỉ người khác, là loại bỏ những cái tranh chấp, những cái hù dọa, những cái gương mù, mà phải biết chia cơm xẻ áo cho người nghèo, thấy ai mình trần cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng của anh em sẽ bừng lên. Làm như thế chính là ướp mặn đời, làm như thế là chiếu sáng soi dẫn trần gian, làm như thế là để thiên hạ sẽ căn cứ vào những cái việc đó mà ngợi khen Cha trên trời. Thì thưa anh chị em, những ngày Tết đã qua rồi, thời gian của năm mới đã bắt đầu, chúng ta lại bước vào những công ăn việc làm, sinh hoạt đời thường, trong buôn bán, trong xí nghiệp, trong bệnh viện, trong trường học, vân vân. Là người Công giáo, chúng ta làm sao để bất cứ cái môi trường nào, bất cứ cái hoàn cảnh nào, mỗi người chúng ta có thể thể hiện cái sứ mệnh là làm muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, trong cái giao tế làm ăn của mình, trong cái tương quan với đời, với xã hội. Khi chúng ta hiện diện ở giữa trần gian thì đừng để mình trở thành cái thứ muối biến chất, đừng để mình trở thành cái thứ muối đã ra nhạt nhẽo, vô vị và vô dụng nữa. Đừng để cho cái bóng tối của sự ác, sự xấu, nó lấn át, nó ngăn cản cái sự tỏa sáng của chúng ta qua cái đời sống, trong cái tương quan của chúng ta. Đừng để làm sao mà đời chúng ta lại trở thành cái bóng tối, nó xóa nhòa, nó bôi đen cái vẻ đẹp, cái sự sáng của tâm hồn, của đời sống ngay chính của ta.
thành muối cho đời, thành ánh sáng cho trần gian, như lời Chúa dạy thưa anh chị em, không phải là đơn giản. Mặc dầu hai cái sự vật đó rất gần, rất dễ hiểu, nhưng để hiểu được cái hiểu là trở thành muối, thành ánh sáng, không phải là đơn giản, không phải là dễ dàng. Ướp mặn đời, soi sáng cho trần gian là những cái đòi hỏi phải có cái sự kiên trì, phải có cái sự tập luyện, và nhất là phải có ơn Chúa giúp và cái sự cố gắng phấn đấu thì mới mong đạt được kết quả. Ước gì xin Chúa mở lòng chúng ta đón nhận lời Chúa để chúng ta biến đổi cuộc sống của chúng ta thành muối, thành ánh sáng cho đời, cho trần gian. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kính một Đức Chúa Trời, xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, lời khoan phong Siêu Pilato xuống ngục tô tầng ngày thứ ba, bởi chồng kẻ chết mà sống lại, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác mọi người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói ánh sáng của anh chị em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Với quyết tâm làm cho danh Chúa được vinh quang rạng rỡ, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhầm lời chúng ta. Ngày nay, một số phong báo cảm thấy không ít những băng hình đồi trường cổ bò bạo lực đã làm hư hỏng nhiều người trẻ. Chúng ta hiện lời cầu xin cho các bạn trẻ biết vượt qua xa lắm những thứ độc dược ít người ấy, và nỗ lực sống lành mạnh bằng việc đọc những sách báo tốt, cũng như chỉ xây dựng văn hình bổ ích, đồng thời tích cực tham gia vào công tác xã hội.
xin Chúa nhầm lời. Trách nhiệm của người Kitô hữu là giúp xã hội luôn thăng tiến. Chúng ta hiện lời cầu xin cho Hồng Hòa Giáo xứ chúng ta biết dùng khả năng Chúa ban, cũng như đời sống thống nhuận tình tóc ái yêu thương, và giúp mọi người sống xứng đáng với phẩm giá của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương chọn chúng con giữa muôn người và ban cho được phúc làm con Chúa. Xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương hải hà của Chúa, là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa
và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo bình, trời đất Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con ghi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là cha cô Giuse, các linh hồn Giuse, Phêrô, Maria, Vicente mà chúng con nhớ đến trong thánh lễ này. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến,
dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình thánh Chúa. Cấm con là mối ước, mối ước cho mặt đời. Nếu vui đã nhận rồi, biết lấy gì ước mặt lại vui. Cấm con là đèn soi giữa đêm buồn buồn tôi, như thành phố trên các con hãy chiếu cả người.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con mời cha cố và cộng đoàn ngồi một chút. Hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, chúng ta có lắc giỏ cho Quỹ Xây dựng và Phát triển Giáo xứ. Xin quý ông bà anh chị em thương rộng lòng rộng tay đóng góp cho quỹ chung. Ngày thứ Bảy tới 11 tháng 2 là lễ nhớ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức ở bên Pháp. Và chúng ta có cái mô hình, cái núi Đức Mẹ Lộ Đức ở cuối nhà thờ. Và cũng là ngày quốc tế bệnh nhân, cho nên vào thánh lễ chiều của ngày thứ Bảy tới có nghi thức sức dầu bệnh nhân cho những người già yếu và những người đau bệnh. 5 giờ tập trung đọc kinh giải tội cho các bệnh nhân, 5 giờ 45 thánh lễ. Quý ông bà anh chị em, nếu cảm thấy mình có nhu cầu muốn sức dầu bệnh nhân để xin ơn chữa lành của Chúa, thì thứ Bảy này chúng ta đến hiện diện tham dự thánh lễ. Thông báo chương trình bác ái mùa chay năm 2017. Năm nay mùa chay bắt đầu từ ngày thứ Tư lễ tro 1 tháng 3 năm 2017 và giáo xứ chúng ta tổ chức chuyến đi bác ái mùa chay năm 2017 vào 2 ngày thứ Năm và ngày thứ Sáu, ngày 9 và ngày 10 tháng 3 năm 2017, đến với các anh chị em dân tộc nghèo khổ tại các địa điểm thuộc giáo phận Đà Lạt, Lâm Đồng. Thứ nhất là Trại Phong Di Linh, huyện Di Linh. Thứ hai là Giáo xứ Phi Tô, huyện Lâm Hà. Thứ ba, Giáo xứ Đạ San, huyện Đam Rông. Và thứ tư là Giáo xứ Lăng Bi Ăn, huyện Lạc Dương. Từ hôm nay cho đến trước ngày khởi hành, xin quý ông bà, anh chị em cùng nhau chúng ta đóng góp và chia sẻ bằng hiện kim, nhu yếu phẩm, quần áo mới và quần áo cũ còn tốt tại giáo xứ. Và việc đăng ký tham gia chuyến đi bác ái, xin liên hệ với anh Hùng và chị Vân có số điện thoại trong bản tin này. Còn phần chi tiết đi như thế nào thì có ở bảng thông báo. Những gì vừa mới thưa với quý bạn chị em đều có trong bản tin này, chúng ta về đọc lại. Và chúng ta cũng rộng lòng rộng tay trong công việc bác ái sắp tới của giáo xứ, cũng như chúng ta sống mùa chay thánh và trở nên muối, trở nên ánh sáng cho trần gian như hồi nãy cha cố chia sẻ với cộng đoàn chúng ta. Xin cảm ơn quý bạn chị em, xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.